Rất là tuyệt vời mọi người ạ, chúng ta đã đi đến bài cuối cùng trong ngày thứ ba rồi. Hoặc là nếu các bạn mà không hoàn thành 20 phút mỗi ngày mà chỉ 5 phút thôi thì chúng ta cũng đã được đến bài 12 rồi. Nếu các bạn chơi game thì chúng ta leo rank rất là nhanh, chúng ta đã lên vị trí thứ 14 rồi. Đó, vị trí được thăng cấp là vị trí thứ 15, chúng ta vẫn sẽ đều đặn để lên nhá, cái cấp Bắc binh luôn. Chơi này mới vui các anh em ạ. Và cái cuối cùng, đây là bài cuối cùng ở trong mục Basic 2, cái huân chương đầu tiên là để mở ra các bài mới. Mình nghĩ các cái bài dưới này sẽ rất là thú vị, sẽ rất là thú vị cho mọi người, và yêu cầu của chúng ta là sẽ hoàn thành hết những cái này mọi người nhá. Hoàn thành hết tất cả những cái này sẽ rất là dài, chúng ta ít nhất là đi được đến đây. Được đến đây nhá. Là đã gọi là xong được trình độ A1 rồi đó. Tiếp tục nào. Bắt đầu thôi. Julia est Mexicaine. Julia em Mexican. Bắt đầu vào bài 12 là một cái rất là khó, đó chính là một từ mới. Tuy nhiên, nếu như mà các bạn đã theo cái phương pháp của mình thì các bạn cũng sẽ dự đoán được đây chính là nói về Julia có quốc tịch là người Mexico đúng không? Và ở đây đó chính là Julia là một người phụ nữ nên ở đây cái từ Mexican nó bị biến đổi thêm một chữ ơ và chúng ta thay đổi phát âm của nó thành Mexican. Mexican mọi người nhé. Mexican. Mexican. Đó, mọi người phát âm chú ý Mexican. Đây chỉ là Julia is Mexican. Không cần girl đâu, mình nghĩ vậy. Chúng ta cùng nghe lại cái này nhá và các bạn phát âm đi. Julia est Mexicaine. Julia em Mexican. Alice est Américaine. Ồ, lại một cái khó nữa. Cứ giống cái, cứ con gái là nó sẽ khó. Bình thường American tức là người Mỹ thì sẽ là American thôi. Nhưng mà khi thêm một chữ ơ nữa thì nó sẽ là American người nhá. Alice is American này, American, American. Đấy, mình lộn lộn. Thì đây chúng ta cùng phát âm từng từ một nhá. Alice ở xứ sở thần tiên. Không phải đâu, Alice là người Mỹ. Alice américaine. Ta cùng phát âm nguyên cả câu. Alice est américaine. Có nối âm. Alice est American. Đó là tốc độ chậm mà rõ. Chúng ta cùng nói tốc độ bình thường. Alice est American. Chúng ta càng phát âm chuẩn nhiều thì mai sau chúng ta nghe càng rõ. Mọi người nhé, chúng ta phải học luân phiên các kỹ năng chứ đừng dồn vào chỉ một kỹ năng. Đó chính là một cái sai lầm của những người học tiếng Pháp ở Việt Nam. Nó dồn vào ngữ pháp quá nhiều. Mai sau nghe và nói bị thiếu hụt. Và thường thì cái điểm số này ở trong kỳ thi Dance rất là thấp. Và mọi người thường sợ và hay chọn lựa thi TCF. Mình nghĩ phần thi Dance là một phần thi tổng quan hơn. Dù gì thì mỗi một cái nó một cái hay riêng, TCF cũng có cái hay của nó, nên thi cả hai mọi người nhá. Paul parle français. Paul nói tiếng Pháp. Ở đây chữ Park là chúng ta đã biết rồi, nhưng mà tại sao nó lại ghi màu da cam? Nó coi đây là một từ mới là bởi vì nó chia động từ ở ngôi thứ ba số ít, đó chính là anh ấy. Anh ấy tên là Paul và anh ấy nói tiếng Pháp. Nên ở đây dù cái hình thức rất là giống nhưng nó vẫn bôi da cam. Mọi người phải hiểu tại sao nó lại làm như vậy. Đấy là chia động từ mọi người nhá. Parle français. Ok, Paul nói tiếng Pháp. Đây chúng ta cũng để ý cái này chia đúng chưa và đã chia đúng rồi. Động từ ở trong tiếng nước ngoài không giống như Việt Nam, nó luôn luôn phải chia. Nó phụ thuộc vào các cái đại từ nhân xưng và cái chủ ngữ ở phía đầu mọi người nhá. Chúng ta cùng nói lại nào. Ok, Paul parle français. Paul parle français. Paul parle français. Ok. Đắc co nha. Trong tiếng Pháp, ok là đắc co. Marc est américain. Ồ, rất là dễ thôi. Đây là giống đực, tức là người con trai thôi. Và chúng ta chú ý vào cái phát âm là được. Là American. Và chúng ta chú ý hơn nữa, đấy là khi nói cái này thì chúng ta nối âm. Marc est américain. Và chúng ta nói Marc est américain. Thế là xong thôi, rất là đơn giản. Chúng ta cùng phát âm ở cái American nhé. Américain. Đó, nó có một chút âm mũi ở trong đó, âm an. Như là chúng ta vừa mới bài trước chúng ta nghe được âm an đó, trong pang, loang tang. Ở đây thì chúng ta có một ví dụ nữa là America. Và chúng ta cũng học lại luôn cái giống cái của nó, chính là American. Phát âm khác hẳn nhé, American. Các bạn đừng thấy mình dạy quá chậm. Đã ra chúng ta thể ấn pục 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 một phát, có thể qua luôn. Đấy chính là cái giá trị để lại cho chúng ta là gì? Cái giá trị để lại nhá. Đó, một khi chúng ta đi chậm nhưng mà chúng ta lại nhớ lâu và chúng ta biết viết nó, biết đọc nó và mai sau người ta nói thì chúng ta nghe được ngay.
thì đấy mới chính là tiết kiệm thời gian mọi người ạ. Louis est Rất là đơn giản, đây là giống đực của Mexican, và đây là người phụ nữ Mexico thì đây là người đàn ông Mexico thôi, thì đó chính là phát âm là âm A ở cuối âm A, và đây chính là Mexica, Mexica, Louis est Mexica. Đấy. Louis Louis est Mexica. Chúng ta có thể đi luôn về cái này bởi vì nó khá giống với lại là Mexican, nó là giống đực và phát âm giống với lại là America đó. Có hơn một chút là chúng ta đã đi đến cuối của bài thứ 12 và là bài cuối cùng của ngày thứ ba rồi mọi người nhá. Đây khó này. Alice is American, Alice là người Mỹ. Đây các bạn chú ý Alice là giống gì nhỉ? Nói thế thì có vẻ như là phân biệt giới tính quá, nhưng mà mình học tiếng Pháp nên luôn luôn cái vấn đề giống nó bị nằm trong cái máu rồi. Ở đây Alice là con gái đúng không? Alice là con gái, như vậy là Alice Alice est American. américaine. American, American sẽ bị sai ngữ pháp, các bạn chú ý để viết trong những bài viết và đọc hiểu hay là nói nghe thì nó đỡ bị lố. Đương nhiên là mình là con gái nhưng mà mình hay nói là je suis American, tức là con gái ấy, ví dụ thế thì cũng người ta vẫn hiểu thôi, nhưng mà người ta sẽ thấy rất là buồn cười vì mọi người nói sai, đơn giản là như vậy. Có rất nhiều người hỏi mình vậy nói sai có hiểu không, đương nhiên là hiểu rồi nhá. Nếu như mà các bạn nào muốn nâng cao hơn một chút thì mọi người có thể ở đây để viết lại tập viết luôn, đó chính là Alice chia động từ é a mê sắp số sắp thấy càng để chú ý Alice é American. Nó cùng đi đến cái câu cuối rồi đây. A Mexican man. Khó đây mọi người ạ. Bởi vì ở đây chúng ta quay lại cái bài đầu tiên chúng ta học, đó chính là mạo từ không xác định. Mạo từ không xác định chúng mình nói lại đó là A hoặc là Win. Ở đây là người con trai nên chúng ta sẽ dùng A. A. Ở đây thì tiếng Pháp nó bị đảo ngược một chút, adjective. Adjective nó đằng trước cái danh từ, nhưng mà ở trong cái này thì các bạn nhớ quốc tịch. Quốc tịch thì sẽ luôn luôn đứng sau danh từ mọi người nhé. Ở đây sẽ là I'm norm mà. I'm norm mà, nó nối âm, I'm norm mà. Còn từ này không thì chỉ là om mà thôi, nối âm là I'm norm mà. Mexica. Mexican. Đó, I'm norm mà, Mexica. Nó cùng viết nhá, chứ không phải là I'm Mexican norm mà sẽ bị sai nhá. Chúng ta nhớ quốc tịch luôn luôn đứng sau danh từ. Mexica. I'm norm, Mexica. Đó. Cảm ơn mọi người đã đi đến ngày thứ ba rồi. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút, một hai ngày, một ngày thôi, và chúng ta hãy quay lại với guồng học tập ở bài thứ 13 mọi người nhá. Ok, merci à tous. Chúng ta cùng ôn lại một chút nào, ví dụ như là au revoir, bonsoir, bonne nuit et à bientôt. Peut-être, có thể là à demain, hẹn ngày mai nhé.